Buổi tối hôm nay trong lớp học này cũng như những anh em đang theo dõi qua online, xin Chúa ban phước lại cho tấm lòng yêu mến Chúa của từng anh em, và xin Chúa làm gia tăng cái lòng đói khát lời của Chúa trong mỗi một anh chị em. Chúng ta đang ở trong cái loạt bài tận thế luận, tức là chúng ta đang học về những lời tiên tri về những ngày cuối cùng. Và như chúng ta đã học biết á, là khi để nói về tiên tri trong ngày cuối cùng thì chúng ta phải nhìn xem hay là căn cứ trên cái lời tiên tri của Chúa Giêsu về kỳ tận thế ở trong Matthew đoạn 24, Mark đoạn 13 cũng như trong Luca đoạn 21. Thì đó là giống như là cái xương sống, cái bộ khung để chúng ta có thể hiểu biết được lời tiên tri về tận thế của cả Kinh Thánh một cách có hệ thống. Thì tối hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bài tiếp theo, bài thứ ba. Tôi chọn cái tựa đề cho cái phần thứ ba này, đó là đầu cơn chuyển dạ hay là khởi đầu của cái sự đau đẻ. Khởi đầu sự, tại sao lại có như vậy? Bởi vì bài học tuần trước thì chúng ta học biết rằng là các môn đồ trong cái lúc mà mấy thầy trò cùng ngồi ở bên sườn phía tây của núi Olivet thì họ hỏi Chúa hai câu hỏi, là đâu là những cái dấu hiệu báo trước về cái việc đền thờ Jerusalem sẽ bị tàn phá, và đâu là dấu hiệu thời kỳ hay là cái thời điểm Chúa trở lại, Chúa tái lâm và chung kết đời. Thì Chúa Giêsu trong bài học tuần trước, Chúa Giêsu đã trả lời câu thứ nhất, đó là khi nào mà nhìn thấy quân lính nó bao vây thành thì lúc đó biết là Jerusalem và thành thánh sẽ bị phá đổ. Nhưng mà Chúa Giêsu không có dừng lại đó, Chúa tiếp tục. Như tôi đã nói với anh em, khi mà học biết về cái lời tiên tri thì xin nhớ là có khi hai cái lời tiên tri nó chỉ là hai câu đứng liền kề nhau, nhưng mà có thể về trong thực tế nó xảy ra có một cái khoảng cách, đó là gọi là cái gap hay là cái khoảng trống ở tiên tri, thì chúng ta hiểu được điều đó. Và tối hôm nay mình sẽ tiếp tục ở trong câu số 6 đến câu thứ 14 của Matthew đoạn 24. Tôi sẽ đọc và anh em sẽ lần lượt theo dõi. Các ngươi sẽ nghe nói vì chiến tranh và tin đồn vì chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch và động đất. Một số bản dịch trong tiếng Việt của mình thì không có dùng cái chữ ôn dịch đó. Câu số 8, nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu của cơn đau chuyển bụng sinh. Bây giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để hành hạ và giết đi. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau và ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc. Và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. Tin mừng này của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất thế giới và làm chứng cho mọi dân tộc. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Bản dịch mà tôi dùng ở đây là bản dịch 2016 của một sư Đặng Ngọc Báu. Bởi vì có một số chỗ dịch bám sát theo cái nguyên mẫu cho nên tôi sử dụng ở đây. Ví dụ như hồi nãy cái câu số 7 là có cái nạn đói, ôn dịch và động đất. Phần lớn các cái bản dịch tiếng Việt của chúng ta thì không có dịch, có cái chữ ôn dịch đó, tức là dịch lệ đó, không có. Anh chị em để ý cái từ, tôi muốn anh chị em chú ý nhiều ở cái từ trong số 8 đó, đó là cái cơn đau chuyển bụng sinh. Ở đây bản dịch cũ thì dịch là bắt đầu cái sự tai hại, hay là bắt đầu một bản dịch khác dịch là bắt đầu cái cơn đau đớn, bản dịch khác dịch là bắt đầu của một cái sự cơn quặn thắt. Nhưng thật ra đó, cái từ này nó trong dịch đúng nó sẽ là cái cơn đau đẻ, hay là trong tiếng Anh là sorrows, hoặc là trong tiếng Hy Lạp gọi là ordin. Đây là một cái sự chuyển dịch, tức là những cái người mà chuẩn bị đẻ con đó, họ đau như thế nào. Cho nên thường mình hay nghe cái từ gọi là đau như đau đẻ. Dù rằng là các ông không có kinh nghiệm đẻ chữa gì, nhưng mà nhìn, tức là chứng kiến cái cảnh đó là mình sẽ hiểu đau như thế nào. Có một người chị em khi nghe mà tôi chỉ mới giới thiệu là đầu cơn tay, cơn chuyển dạ thôi, là cái người chị em nó nói gì? Nghĩ tới mà con còn kinh hãi, không dám đẻ nữa. Đau tới cả đó. Cho nên anh chị em để ý nè, khi những cái sự kiện mà Chúa Giêsu mô tả trong cái câu 7 nó xảy ra đó, thì Chúa nói gì? Cơn đau đẻ bắt đầu. Cái câu 7 nói gì? Dân này nổi lên chống nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, rồi ôn dịch và động đất. Thì Chúa nói là bây giờ nó, tất cả những điều đó nó chỉ là
khởi đầu thôi, nó chỉ mới là đầu đẻ thôi, nó chưa gì hết á. Tất cả chúng ta đều biết anh xem, hoặc là thí dụ như một số chị em mà đã sinh con rồi thì đã trực tiếp trải nghiệm hoặc là bởi quan sát rằng á, là cái cơn đau đẻ sẽ dẫn đến điều gì. Sau cái cơn chuyển dạ đó thì cái sự kiện tiếp theo sau sẽ là cái chuyện sinh đẻ, đúng không? Đó chính xác là cái điều mà Kinh Thánh muốn nói ở đây. Những cái cơn đau chuyển dạ sẽ xảy ra trước cái việc vương quốc của Đức Chúa Trời được sinh ra trên đất. Tôi nói lại, cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói hai cái kế tiếp là đau đẻ rồi sau đó sẽ là sinh con á, thì đây là cái hình ảnh muốn nói về cái chuyện là những cái sự đau đớn đó, cái sự đau đớn chuyển dạ nó sẽ xảy ra trước khi vương quốc của Đức Chúa Trời được sinh ra trên đất. Và như chúng ta cũng biết ở trong tự nhiên là càng gần tới cái thời điểm mà đứa bé được sinh ra đó, thì những cái cơn đau đẻ nó càng gia tăng về cái cấp độ lẫn cái tần suất của nó. Cho đến khi đứa bé được sinh ra. Thì Chúa Giêsu bảo rằng là cũng một cái cách như vậy đó. Khi mà những cái cơn đau đẻ này, tức là chiến tranh rồi đói kém rồi dịch lệ rồi động đất á, nó xảy ra, khi mà những cái điều đó nó xảy ra trong lịch sử nhân loại, thì chúng ta hãy để ý là bắt đầu nó sẽ trở nên thường xuyên hơn và nó sẽ trở nên dữ dội hơn. Và cái tiến trình này là không có cách chi mà đảo ngược lại hết. Nó càng ngày, anh chị em để ý là chiến tranh nó sẽ nhiều lên, đói kém nó sẽ gia tăng, rồi gì nữa, động đất, rồi gì nữa, ôn dịch. Cái tần suất của nó và cái mức độ của nó, cái cấp độ của nó là nó càng ngày càng gia tăng, không có đảo ngược được cái tiến trình này. Và kết cục là sẽ gì? Nở sẽ xảy ra, tức là Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Có một cái câu hỏi mà tôi và anh em cần phải kiểm chứng, cần phải hỏi chính mình á, nó liên quan tới cái lời tiên tri về kỳ tận thế. Đó là tôi anh em muốn chấm dứt những cái câu chuyển dạ hay là mình muốn có em bé? Tức là mình muốn sinh em bé. Bởi vì đối với những người, một vài người nữ mà mới sinh đứa con đầu lòng á, đầu tiên á, là sợ không dám sinh con nữa. Tại sao? Đau quá. Có nhiều bà mà cái lúc mà bà đang gọi là chuyển dạ đó nha, là bà chửi mấy ông chồng bà tư te tua luôn. Và nếu mà các ông đứng lén phén rồi đó là bà xé rách da đó, nó đau tới cỡ đó cơ mà. Nhưng mà tôi và anh em cần phải hiểu mà, thì chúng ta phải chọn. Đâu là cái thái độ là bởi vì cái chuyện mà cái cơn đau đẻ này, tức là chiến tranh nè, đói kém nè, ôn dịch nè, động đất nè, đó là đau đẻ đó, tức là cái hình bóng. Chúng ta chọn cái gì? Chúng ta chọn cái việc Chúa tái lâm, tức là em bé ra đời, hay là chúng ta chọn, chúng ta tránh cái cơn đau đẻ. Xin tôi hễ mà nói như này để anh em dễ hiểu nè, trong cái combo hay là trong cái gói mà tái lâm á, thì chắc chắn nó phải đi kèm bốn cái ông đau đẻ đó. Vì không có cách nào mà sinh con mà không phải chịu đau đó. Không có cách nào mà sinh con mà không phải chịu đau đớn, đau đẻ đó. Cho nên nếu mà tôi và nói đâu mà tôi không có chịu nổi những cái cơn đau này, điều đó thật là khủng khiếp. Tôi không biết là tại sao mà tôi phải sống một cái thời này. Thì rõ ràng là tôi và anh em không có tha thiết gì đến chuyện có con. Hay nói cách khác là gì? Tôi và anh em không có tha thiết gì cái việc Chúa Giêsu tái lâm. Nhưng mà nếu tôi và anh em muốn có con, muốn đón cái sự trở lại của Chúa Giêsu, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ đón luôn cả những cái cơn đau đó, thậm chí là rất đau nữa. Và tối hôm nay tôi và anh em sẽ cùng nhau xem xét đâu là cái điều quan trọng đối với chính mình, đâu là cái điều quan trọng hơn đối với chính mình, đó là nước Đức Chúa Trời đến trên đất hay là việc không phải chịu những cơn đau đẻ, tức là những cơn đau chuyển dạ đó. Hãy đưa ra những quyết định đúng, vì đằng nào tôi và anh em cũng phải chịu những cái cơn đau đó hết. Ở đây Chúa Giêsu trong phần Kinh Thánh này, Chúa Giêsu chỉ ra 5 cái điểm đặc trưng của những cái sự kiện sẽ xảy ra trước cái kỳ tận thế, tức là 5 dấu hiệu của cái cơn đau chuyển dạ đó anh chị em. Thứ nhất là chiến tranh, đói kém, động đất và dịch lệ. Thứ hai là Cơ Đốc nhân sẽ bị bách hại trên phạm vi toàn cầu. Thứ ba là tình trạng bội đạo và phản bội nhau giữa vòng con dân Chúa. Thứ tư là tiên tri giả và tà giáo xuất hiện. Và cái cuối cùng là tình yêu dành cho Chúa nơi nhiều người sẽ trở nên nguội lạnh. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng cái đặc trưng một trước cái kỳ tận thế. Đây không phải là cái dấu hiệu cuối cùng đâu. Đây là những cái điềm báo hay là cái dấu hiệu của thời đại thôi. Một
Đó là chiến tranh và các cái thảm họa tự nhiên. Thì ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta biết là cùng với chiến tranh, cùng với cái chiến tranh. Chiến tranh thì nó có cái chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác, và chiến tranh mang cái tính cách toàn cầu hay là gọi là thế chiến đó. Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 7 câu 8 còn có ba cái sự tấn công chính mà Chúa Giêsu liệt kê ra ở đây, nó nhắm vào con loài người, đó là đói kém nè, động đất và dịch lệ. Và cả bốn cái tai họa này, tức là chiến tranh, đói kém, động đất và dịch lệ đó anh chị em, là nó đại diện cho cái sự khởi đầu của cái cơn đau chuyển dạ của cái thời kỳ hậu đến. Tôi lướt qua một vài điều để anh em biết được cái điều này, là trên thế giới nó tồn tại hai cái hình thức chiến tranh, hai kiểu chiến tranh. Một là chính trị, tức là cái chiến tranh về ý thức hệ, và hai là chiến tranh về sắc tộc. Chiến tranh và ý thức hệ đó, tức là chiến tranh chính trị đó, là khi các cái siêu cường họ trực tiếp đánh nhau, hoặc là họ ủy nhiệm cho các cái quốc gia đồng minh đánh nhau nhằm để thiết lập cái ảnh hưởng của họ, hay là cái ảnh hưởng chính trị của họ trên của họ đó, trên cái quốc gia nào đó. Thì ngày hôm nay cái những cái cuộc chiến tranh này nó vẫn đang diễn ra. Thế giới thì lúc nào cũng có chiến tranh, mặc dù là cảm ơn Chúa là nước mình thì không có chiến tranh hiện nay, nhưng mà thế giới thì lúc nào cũng có chiến tranh. Đặc biệt là cái vùng Trung Đông anh chưa biết, nó không có hồi nào ngưng nghỉ hết. Châu Phi, ngoài ra thì tại Ukraine, tức là cái vùng đất mà trước đây tôi học đó, một số người họ thuộc là gọi là ủy nhiệm của Nga chiếm lấy cái vùng đất đó, mà theo ý người ta tin, bởi vì từ Nga mà nếu xẻ một đường thẳng là nó sẽ tới Jerusalem đó anh chị em. Nếu ai học biết lịch sử thì mình sẽ thấy cái con đường đó nó sẽ đi vậy đó. Rồi ngoài những cái cuộc chiến tranh như vậy thì còn có những cái cuộc chiến tranh khủng bố, chống khủng bố ở tại Philippines chẳng hạn, hay là những cái cuộc chiến tranh mà chống lại ma túy, các cái tập đoàn tội phạm ma túy ở tại Nam Mỹ, hay là xung đột biên giới tại giữa Ấn Độ với Pakistan, Ấn Độ với Trung Quốc, rồi giữa Malaysia với Thái Lan, giữa Thái Lan với Cambodia. Rồi những cái điểm nóng như nó chực chờ, thí dụ như eo biển Đài Loan hay là biển Đông của mình, lúc nào nó cũng chực chờ, nó có thể bùng nổ lên chiến tranh. Thế giới lúc nào cũng có chiến tranh. Mà đã là chiến tranh rồi thì sao anh chị em biết không? Nó sẽ kéo theo là đói kém. Tại sao đói? Vì cái sản xuất nó bị đình trệ. Thí dụ như anh chị em thấy mà dịch lệ cái Covid này nó bắt đầu thì nó sẽ sản xuất nó bị đình trệ, thì cái hậu quả tất yếu nó không phải xảy ra bây giờ, nó có thể năm sau, đó là đói. Thì phần lớn sau những cái cuộc chiến tranh là nặng đói nó xảy ra. Lý do là bởi vì người ta phải tập trung mọi cái nguồn lực cho chiến trường, hoặc là vì lực lượng lao động bị quy động vào chiến tranh ấy, cho nó chết hết. Cái lực lượng lao động chính đó là những người nào mà bị chết ở trong chiến tranh, cho nên cái sản xuất nó bị đình đốn. Đó là lý do mà một số cái quốc gia Phi Châu và một số khu vực Trung Đông là họ rơi vào cái tình trạng đói kém. Đói kém thì nó sẽ dẫn tới tình trạng gì? Di dân bắt buộc, hay là cái làn sóng mà tị nạn nó tràn vào các cái quốc gia yên bình hơn. Rồi đến khi mà nó vào các quốc gia yên bình hơn đó anh chị em, thì anh em sẽ thấy gì? Nó dẫn tới cái trật tự tại những cái quốc gia đó, nó trở nên mất yên bình, và thế là có xung đột sắc tộc giữa cái người mà gọi là dân địa phương với là dân tị nạn. Thì tôi có đưa ra trong cái dàn bài của anh xem một vài cái số liệu để minh chứng cho cái việc là động đất hay là dịch lệ đó nó gia tăng cái cấp độ cũng như cái tần suất. Tức là trước đây cái chỉ tính mà động đất mà 6 độ Richter trở lên thôi đó anh xem, là năm 2007 là có 104 trận. Còn nếu tổng cộng tất cả các trận động đất thì năm nào cũng phải 1.500 đến 2.000 trận cả thế giới. Nhưng mà từ 6 độ Richter trở lên á là 104 năm 2017, sang năm 2018 là nó lên 118, qua 2019 là nó là 135, và năm 2000 chưa hết thì nó 90 rồi. Tức là càng ngày nó càng nhiều hơn, nó dài hơn và cái cấp độ nó cao hơn. Rồi về dịch lệ đó, thì cái bệnh HIV là trong vòng 41 năm, tức là kể từ tháng 6 năm 81 cái ca chính thức được phát hiện ở trên thế giới cho đến nay là 41 năm, thì toàn thế giới có 75 triệu ca nhiễm HIV, và trong đó có 32 triệu 7 người chết. Trong khi đó thì COVID-19 nó chỉ mới có 9 tháng thôi, chưa tới 9 tháng, đúng không? 9 tháng
thì nó đã có 31.777.987 ca nhiễm và có đến là gần 1 triệu người chết. Cái này nó nói là cái gì? Mình sẽ thấy là gì? Cái cấp độ và cái tần số của nó đó, của dịch lệ đó, nó tăng dần lên. Càng tới cái gần cái thời điểm cuối cùng á, thì cái thứ này nó sẽ càng gia tăng mạnh mẽ hơn. Và dường như người ta không có cái cách để mà chữa trị. Nhưng mà trong Luca đoạn 21 câu 9 á, thì lời Chúa nói gì? Những việc này phải xảy ra nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu. Hay là trong Matthew đoạn 24 câu 8 mà chúng ta đã xem qua đó nói gì? Tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu cho cơn đau chuyển bụng sinh mà thôi. Tôi nhớ là khi mà Covid nó xảy ra lần thứ nhất, gần chuyển qua lần thứ hai, thì rất là nhiều đầy tớ Chúa giảng về cái chuyện là cái bác thứ tư hay là ngựa xám trong khải quyền vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu xem kỹ nó chưa phải như vậy. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Chiến tranh nè, đói kém nè, thật ra là châu Phi rồi các nước ở đó như, rồi động đất này, rồi dịch lệ này, nó chỉ mới là khởi đầu thôi chứ chưa phải là cuối cùng đâu. Người ta cái dấu hiệu đầu tiên ấy, trong những cái đặc điểm đầu tiên của cái cơn chuyển dạ đó là chiến tranh và các cái thảm họa tự nhiên. Cái điều thứ hai hay là cái đặc trưng thứ hai của cái thời kỳ trước Chúa tái lâm đó là sự thù ghét đối với Cơ Đốc nhân gia tăng. Sự thù ghét đối với Cơ Đốc nhân gia tăng. Chúng ta xem câu số 9. Bấy giờ, anh chị em để ý giùm tôi cái chữ bấy giờ, bởi vì trong tiếng Anh hay là cái bản dịch tức là thấy cái đó là cái đèn, tức là tiếp theo á. Bấy giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để hành hạ và giết đi. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh ta. Hãy để ý những cái lời Chúa Giêsu đã nói ở đây là bấy giờ hoặc là khi ấy, tức là then. Cái từ này nói lên rằng gì? Những cái sự kiện đó đó, nó sẽ theo một cái trình tự xảy ra liên tiếp nhau, một cách có hệ thống, chỉnh chu, căn bản như đã được lập trình sẵn, tức là như đã được mặc định vậy đó, không thể đảo ngược được. Không có cái cách gì mà làm cho gián đoạn cái tiến trình này đó. Tức là sau chiến tranh đói kém dịch lệ động đất rồi cái đèn tức là sẽ tiếp theo nó sẽ là gì? Cái thái độ thù ghét đạo Chúa nó gia tăng ở trong xã hội. Thời nay á, ngay ở tại Việt Nam mình thay thôi chứ đừng có nói chi cái tại các quốc gia Âu Mỹ. Nếu mà bảo rằng là các ngươi sẽ bị bắt bớ, bị hành hạ và bị giết vì cớ tin thờ Chúa thì chắc nhiều người không có tin đâu, đúng không? Tầm vài chục năm trước thì đúng như bây giờ thì người ta không có tin đâu. Nhưng mà anh em nên nhớ là chính Chúa Giêsu tiên báo vậy đó. Chúa Giêsu báo là bấy giờ, tức là cái lúc đó nó sẽ đến cái thời điểm đen. Bấy giờ hay lúc đó là sau khi bắt đầu những cái cơn đau chuyển dạ rồi đó. Tức là sau những cái khổ nạn bởi chiến tranh đói kém động đất dịch lệ đó. Tức là sau khi những cái chết chóc khắp nơi bởi chiến tranh đói kém động đất dịch lệ đó, người ta trở nên gì? Thù ghét những người tin thờ Chúa Giêsu. Có thể là họ cho rằng cái đám Cơ Đốc nhân đó đó, vì cớ những cái người đó đó, những người tin Chúa đó mà họ phải chịu những cái thảm cảnh đó chăng? Điều này đã từng xảy ra trong lịch sử anh chị em. Thời các hoàng đế La Mã đó, tức là họ khi mà họ đối diện với những cái dịch lệ xảy ra trong trong thế giới thì họ nói là do cái đám đó đó mà tụi tôi bị phạt vậy đó. Và cái lòng thù ghét người tin Chúa nó gia tăng. Nên ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nhìn vào hoàn cảnh mình đó, làm sao cái chuyện này có thể xảy ra được? Bây giờ cái thoáng lắm rồi, làm gì có cái chuyện này xảy ra được. Nhưng mà tôi nói là anh chị không phải có ai nói cái chuyện đó đâu. Chúa, chính Chúa Giêsu nói. Hoặc giả là cái sẽ đến cái lúc đó là những cái bậc cầm quyền thời bây giờ sẽ dùng Cơ Đốc nhân như là những con dê tế thần á, cho những cái sai lầm, cho những cái thất bại. Họ giống như là Nero, tức là bạo chúa Nero đã từng thật sử dụng. Khi có những cái quyết định điều hành sai lầm thì họ đổ lỗi là do mấy cái ông con tin thờ Chúa đã phá. Và nó dấy lên cả một cái lòng thù ghét đối với đạo Chúa. Vào lúc ấy có thể người ta sẽ ra những cái sắc lệnh hay là những cái quy định nhắm vào những người tin thờ Chúa Giêsu, cái kiểu sắc lệnh mà vua Ba Tư là Darius đã ra đó để cấm cầu nguyện
thần thánh nào khác với bất kỳ ai khác, trừ là cầu nguyện với vua Darius thôi. Trong vòng 30 ngày không được cầu khẩn gì hết. Bao nhiêu người trong chúng ta khi đó, đó nếu mà đặt mình vào trong cái thời điểm đó mà mình còn, mình chỉ chưa hiểu trong cái thời điểm mà mình còn sống này, mà cái sắc lệnh nó ra như vậy, thì bao nhiêu người trong chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện như Daniel bất chấp mọi cái cấm lệnh. Anh em tưởng tượng xem, nếu người ta cấm nhóm thì sao? Bao nhiêu người trong chúng ta sẽ tiếp tục giữ lòng sắc son với Chúa. Anh em còn nhớ cái câu chuyện không? Hình như năm 2023, 2024 gì đó, một cái cặp vợ chồng người Mỹ mà họ làm bánh cưới đó, họ có cái tiệm làm bánh cưới ở tại Arizona. Họ bị phạt 135.000 đô vì cái lý do đơn giản là họ từ chối làm bánh cưới cho một cái cặp đồng tính. Cái anh Aaron Klein này, tức là cặp vợ chồng này, anh thà nộp phạt chứ anh nhất quát là không có chối bỏ cái giá trị đức tin Cơ Đốc. Anh nói không, hai đứa con gái mà cưới nhau là anh không làm, anh không chấp nhận. Và tối cao pháp viện là cuối cùng phải đưa ra luật đó, luật phạt. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nói với anh chị em, nếu mà người ta, tức là chính quyền người ta đưa ra những cái luật như vậy đó, chứ không phải nói miệng, những cái luật gò mình vào, thì bao nhiêu người sẽ giữ vững đức tin, và bao nhiêu người sẽ chối bỏ đức tin nơi Chúa vì cái công việc kinh doanh, vì cái miếng cơm manh áo, vì tư lợi của mình. Cho nên dù tôi và anh em có tin hay không tin á, thì điều đó cũng sẽ xảy ra, tức là sẽ tới cái thời điểm, tức là trước cái giờ mà Chúa tay làm á, thì cái lòng thù ghét đạo Chúa nó sẽ gia tăng ở trong xã hội. Dù chúng ta tin hay không tin gì thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Tại sao? Vì chính Chúa Giêsu đã báo trước vậy đó. Đầu đẻ nó chắc chắn là nó phải xảy ra trước khi đẻ. Hãy ghi nhớ điều đó anh chị em. Hãy chuẩn bị tinh thần cho cái chuyện đó. Kể cả anh chị em là những người đang sống ở các nước châu Mỹ, châu Âu, Âu Mỹ, hãy nhớ điều đó. Chẳng phải là tại các một số tiểu bang ở Mỹ có một số vị thống đốc họ cũng đã ra những cái sắc lệnh, hay là tại các cái bang đó nó có những cái quy định mà siết chặt lại cái sự tự do tôn giáo đó sao? Hãy suy nghĩ rất là thật về điều đó. Chúa Giêsu nói rồi chứ không phải là ai nói đâu, mà mình nghĩ là không thể xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đã đẻ là trước đó phải có đầu đẻ, thì một trong những cái kiểu đầu đó là cái lòng thù ghét đạo Chúa đây. Tiếp theo, thứ ba, cái tình trạng bội đạo và phản bội nhau giữa vòng Cơ Đốc nhân. Câu số 10, khi ấy, đó đen một lần nữa đó, khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau và ghét nhau. Hãy lưu ý là then again, một lần nữa là khi ấy, điều gì sẽ xảy ra lúc đó? Nhiều người sẽ chối bỏ đức tin nơi Chúa Giêsu á. Gần tới cái giờ Chúa tái lâm mà nhiều người lại chối bỏ đức tin, mình thấy lạ đúng không? Lẽ ra là nó giữ tới đó thì phải giữ chứ, tại sao mà lại bỏ Chúa và phản bội anh em đồng đạo, anh xem biết không? Là vì để cứu lấy họ, cứu để thoát chết khỏi tay chính quyền. Bởi vì khi cái sự bách hại đó, tức là thù ghét nó gia tăng rồi thì sao? Ai mà tin thờ Chúa là có chuyện. Thì lúc đó đó, có thể vào lúc đó là trước cái áp lực của chính quyền, hay là đe dọa từ chính quyền hay từ giáo quyền gì đó, thì sẽ có những Cơ Đốc nhân mở miệng chối Chúa và chỉ điểm anh chị em đồng đạo khác. Chỉ điểm những người hầu vị Chúa khác để lập công, để khỏi phải bị tù, để khỏi phải bị tra tấn, và thậm chí là để khỏi phải bị giết. Và thế là gì anh em biết không? Sẽ có sự thù ghét xảy ra giữa những cái người mà đi, giữa những người bị tố đó, tức là bị chỉ điểm á, tức là những cái người mà trung kiên với Chúa đó mà bị chỉ á, bị tố đó, thì sẽ có cái sự thù ghét đối với những cái người mà phản bội đó. Cái sự thù, tức là có cái sự thù ghét gia tăng giữa những Cơ Đốc nhân trung kiên với những cái người mà chối bỏ Chúa. Cái điều này đã từng xảy ra ở Việt Nam rồi anh chị em. Điều này đã từng xảy ra ở Liên Xô rồi anh chị em. Và điều này cũng vẫn đang xảy ra tại Trung Quốc và tại các cái nước Hồi giáo. Và tôi nói với anh em, hãy cảnh giác. Chúa Giêsu báo trước rằng điều đó nó lại xảy ra. Không có miễn trừ quốc gia nữa đó. Anh em biết sao không? Đau đẻ là nó vậy đó. Thật không? Nhiều khi
Mình nói nhưng mà Chúa còn muốn Chúa tái làm. Chúa nói đúng rồi, nhưng mà cái điều kia nó phải xảy ra trước. Sẽ có nhiều người bội đạo, tức là chối bỏ đức tin. Và họ không chỉ bội đạo không, họ có thể phản bội, tức là chỉ điểm, tức là bán rẻ anh em mình luôn. Đây là cái kỳ thách thức đối với chúng tôi, thì chúng tôi đã đi qua những cái thời kỳ đó. Còn đối với anh chị em là cái thế hệ mới hoàn toàn đây, hãy cầu nguyện, hãy chuẩn bị cái tinh thần đối diện. Đối với chúng tôi thời kỳ xưa là lúc nào cũng ở trong cái tư thế sẵn sàng nhập kho. Anh em hiểu cái từ nhập kho không? Đó là sẵn sàng vô đó, bị bắt đi. Cho nên các cái vị, những ông thầy của tôi đó, là họ có một cái ba lô nhỏ nhỏ treo sẵn đó. Trong đó có cái một bộ đồ, một cái bằng chải đánh răng, cái gì đó. Đó là những cái dụng bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đi và xách cái túi đi theo. Nhiều khi mình nghĩ thợ này làm gì có chuyện đã xảy ra nữa đúng không? Giê-xu nói trước vậy đó anh chị. Cho nên hãy cầu nguyện. Rồi, cái thứ tư là các tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng ta nhớ lại trong bài học trước thì Chúa Giê-xu trước khi trả lời cái câu hỏi đó, rằng thì là đâu là những cái dấu hiệu mà báo trước. Bây giờ Chúa trả lại thì Chúa cảnh báo gì? Hãy cảnh giác, kẻo các ngươi bị lừa bởi những kẻ tự xưng là đấng Christ. Thì tối hôm nay nè, thì cái dấu hiệu mà xảy ra trước cái thời kỳ mà Chúa trả lại đó, thì đây là gọi là lính lá của cái tài đó. À, các tiên tri giả sẽ nổi lên. Câu số 11, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc. Bản dịch cũ là nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dối gạt hay là dụ dỗ nhiều người. Cái chữ nhiều người ở đây là cơ đốc nhân đó anh chị em. Nhiều người ở đây không phải người ngoại đâu, nhiều người ở đây là con dân Chúa đó. Cho nên cái đối tượng của tà giáo luôn là những người tin nhận Đức Giê-xu làm cứu Chúa và làm Chúa. Tà giáo nó không có tha thiết mấy đến những người ngoại đâu. Tà giáo họ không có nó không có tha thiết mấy đến những người mà còn thờ ma lạy quỷ đâu. Xin nhớ như vậy. Đã là tà giáo đó, ngoại giáo là khác nha. Còn nếu tà giáo bởi vì nó xuất phát từ nơi chúng ta mà ra, vẫn sử dụng kinh thánh. Cho nên là cái đối tượng của tà giáo là chỉ nhắm vào những người nào đã tiếp nhận Đức Giê-xu làm Chúa và làm cứu Chúa thôi. Ở đây thì nói gì? Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc. Đi lạc ở đây là lìa xa, lìa đức tin nơi Chúa Giê-xu đó anh chị em. Mỗi một cái tà giáo như vậy là sản phẩm của một tiên tri giả. Không phải chỉ vài ba cái tên mà ban tôn giáo chính phủ vừa phát đi cái văn bản cảnh báo đâu. Không biết anh em có đọc thấy cái văn bản đó chưa? Tức là ban tôn giáo chính phủ họ đã phát đi văn bản cảnh báo là hiện nay có một số cái tà giáo đang xâm nhập vào Việt Nam và dùng cái danh xưng na ná như hội thánh thật, tức là hội thánh các hệ phái tinh lành thật nhưng mà nó giả, như là Đức Chúa Trời Mẹ này, Tia Chớp Phương Đông này, Tân Thiên Địa này, Ân Điển Cứu Rỗi này, Con Đường Ân Huệ này đó. Đó, tức là ban tôn giáo chính phủ mới vừa phát đi cái thông báo để cảnh báo là những nhân viên làm việc ở trong đó, nhưng mà cũng cho tất thải là hãy cảnh báo đây là tà. Họ đánh lận con đen đối với các hệ phái tinh lành chính thống. Nhưng tôi nói với anh em điều này, không phải chỉ vài ba cái tên đó đâu. Ngay cả tôi và chúng ta, ngay cả chúng ta đây này, mà mình cũng không thể biết hết được cái số lượng tà giáo mà mình phải đối diện thời nay là nhiều nữa. Nhưng mà phải nói anh em là thật buồn là phải xác nhận điều này, là hầu hết những cái tiên tri giả đó không phải từ bên ngoài hội thánh vào đâu, mà là từ trong hội thánh ra. Theo anh chị em là tôi giả định thế này thôi nha. Theo anh chị em thì có thể nào một vị sư Phật giáo có thể trở thành một tiên tri giả để dụ dỗ nhiều cơ đốc nhân cháu bỏ đức tin không? Hả? Chắc chắn là không. Rồi. Có thể nào một vị linh mục công giáo có thể trở thành một tiên tri giả khiến cho nhiều tôi tới Chúa, con dân Chúa thuộc các cái hệ phái tinh lành lầm lạc sa ngã không? Không. Các vị này thì có thể dẫn dụ là Kitô hữu thì có thể, nhưng mà dẫn dụ mấy ông tinh lành, các hệ phái tinh lành mà sa ngã là never, không thể. Vậy thì thành phần nào theo anh chị em? Thành phần nào theo anh chị em có thể dẫn dắt nhiều con dân Chúa đi lạc?
thành phần nào theo anh chị em là có thể dỗ dành lắm kẻ, thành phần nào theo anh chị em là có thể lừa gạt nhiều người. Chỉ có những người nào xuất phát từ cái thành hàng ngũ mục sư truyền đạo mới có thể dẫn dắt nhiều người đi lạc, mới có thể dỗ dành lắm kẻ, mới có thể lừa gạt nhiều người mà thôi. Đầu đúng không? Đầu đẻ mà. Nào. Khi tôi chuẩn bị điều này, cái ý tưởng này nó đấy là làm tôi cũng phải rùng mình. Tôi nói thật sự với anh chị em. Như tôi đã từng nói với anh em là mấy cái anh vô danh tiểu tốt thì không có thể lừa ai được. Không có cách mà dẫn dụ người ta được đâu. Phải những người gọi là có súng á, chứ còn không là không có cách nào. Chúng ta xem, để ý nè. Nhiều người trong chúng ta đã từng nghe những cái tiên tri phán hứa đủ thứ chuyện, đúng không? Nhưng mà trừ những cái chuyện là trừ cái chuyện sự thật sắp xảy ra thì ông nói, thì còn những cái điều mà ông nói tứ diệu cũng có thể nói được. Chúng ta xem ở trong Phục Truyền đoạn 18 câu 22 đó. Lời Chúa nói là nếu một người nào mà nói trước một cái điều giả dối nào đó, tức là nó không xảy ra đó, thì đó là tiên tri giả. Lời Chúa phán như này: khi có một kẻ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói, nhưng lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm, thì đó không phải là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán. Kẻ tiên tri đó đã nói cách tự phụ, anh em đừng sợ người ấy. Nói, nó là Chúa phán mà nó không xảy ra, thì Chúa nói gì? Giả chắc luôn. Không nói thì con người ai chẳng có sai lầm. Đúng, con người thì ai cũng có sai lầm, nhưng khi ông nhân danh Chúa, có nghĩa là ông là phát ngôn viên của Chúa, ông nói là Chúa nói như này mà nó là không xảy ra, thì Chúa mà ông nói là Chúa nào, chứ không phải là Chúa Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng mà tôi nói với anh em nè, tiên tri giả đó không chỉ là những người mà nhân danh Chúa nói đầu sai đó đâu. Cái đó dễ, cái loại đó mình dễ phát hiện, đúng không? Chỉ cần một vài ca mà ảnh nói sai là mình biết gì? Ông này không đáng tin. Nhưng mà còn cái thành phần sau đây nè, cái thành phần chuẩn bị tôi nói tới này, nó mới nguy hại hơn. Và có lẽ đây là cái đối tượng mà Chúa Giê-xu muốn nói đến trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 11 là dẫn dắt nhiều người đi lạc đó anh chị em. Chúng ta xem ở trong Phục Truyền đoạn 13 từ câu 1 đến câu 5. Phục Truyền 13 từ câu 1 đến câu 5. Nếu giữa anh em xuất hiện một nhà tiên tri hay một kẻ đoán mộng, và người ấy báo trước với anh em một dấu lạ hoặc phép màu. Câu số 2. Nếu dấu lạ hoặc phép màu mà người ấy nói với anh em có xảy ra. Hồi nãy cái trường hợp đầu là cái trường hợp mà nói mà nó không có nghiệm, thì dễ mấy cái thành phần đó mình biết ngay là tay này xạo, đúng không? Nhưng cái ông này khác à. Ông này là nói mà có xảy ra, đây mới ghê. Và nếu nó bảo chúng ta hãy đi theo và thờ lại các thần khác là các thần mà anh em không hề biết, thì chớ nên nghe lời nhà tiên tri hay kẻ đoán mộng ấy, vì Jehovah Đức Chúa Trời đang thử nghiệm anh em để xem anh em có hết lòng, hết linh hồn kính mến Jehovah Đức Chúa Trời của anh em không. Anh em phải theo Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, kính sợ Ngài, tuân giữ các điều răn Ngài, vâng theo tiếng phán Ngài, phục vụ Ngài và gắn bó với Ngài. Còn nhà tiên tri hay kẻ đoán mộng đó phải bị tử hình, vì nó đã xúi dục nổi loạn chống lại Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, là đấng đã đem anh em ra khỏi đất Ai Cập, chuộc anh em khỏi nhà nô lệ. Nó đẩy anh em ra khỏi đường lối mà Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã truyền dạy anh em phải đi. Nguy hiểm không anh chị em? Tôi đã từng cảnh báo anh chị em gì? Ma quỷ nó không có ngủ mà nó không có ngu. Vì nó không ngu cho nên nó không có sử dụng những người vô danh tiểu tốt để lừa thiên hạ đâu. Ma quỷ nó không ngu để sử dụng những người vô danh tiểu tốt để dẫn dắt nhiều người đi lạc đâu. Ai thèm đi theo? Đây mới là cái vấn đạn đó. Cho nên cái câu số 2 đó, anh em để ý là nếu dấu lạ hoặc phép màu mà người ấy nói với anh em có xảy ra. Tức là câu 2 nói gì? Bảo là có dấu lạ phép màu thì nó sẽ có dấu lạ phép màu xảy ra. Kinh không? Ngày hôm nay mà mình thấy mấy trường hợp đó, mình sẽ nói gì? Trời, mấy đầy tớ Chúa được ơn quá luôn, đúng không? Mà nói vậy mà hết sức cẩn trọng anh chị em. Làm thế nào để tôi và anh em không bị dụ anh chị em? Đâu là cái bí quyết để tôi và anh em không bị dụ? Chúng ta xem câu số 4.
anh em phải theo Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, kính sợ Ngài. Rồi gì nữa? Cái này hai cái mà tôi tô màu vàng là anh em qua tuân giữ các điều răn của Ngài, tức là bám chặt lấy lời Chúa thì không mới không bị lừa, chứ không bám chặt là chắc chắc luôn, vâng theo tiếng phán Ngài, phục vụ Ngài và gắn bó với Ngài. Bởi vì nếu mà giả mà mình phát hiện được, tức là nói mà nó không thật ấy, tức là nói mà nó không ứng nghiệm ấy, thì dễ, anh em dễ dàng phát hiện ra ngay. Nhưng mà nói mà nó ứng nghiệm mà là, thì chỉ có khi nào mà anh em bám chặt lấy Chúa và lời của Chúa thôi. Chúng ta hãy theo cái gương của các tín hữu tại thành Bere đó hả anh xem. Chúng ta xem Công vụ đoạn 17 câu 11. Những người Do Thái ở đây có trình độ hơn những người ở Thessalonica. Họ ghi nhận sứ điệp với tất cả cái lòng nhiệt tâm, và ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xem những điều được nghe giảng có đúng không. Nhớ là ông Phaolô đang giảng đó, cái vị đại sứ đồ đang giảng đó, họ rất là lắng nghe. Nhưng mà nghe xong rồi tối về là họ tra xem trong kinh thánh thì cái ông này ông giảng có đúng với kinh thánh không. Đó. Chứ không phải vì cái danh ổng là Phaolô là đại sứ đồ này nọ là coi như là nuốt hết, không cần biết đúng sai gì đâu. Cứ ồ cái ông này ổng có, không phải nói là được ơn, nó không được sức dẫn, cái là nuốt hết. Ngài cả tôi nói với anh em, chính tôi cũng vậy. Anh em cần phải kiểm chứng bằng lời của Chúa. Chúa Giêsu bảo gì? Lúc bây giờ là nhiều tiên tri giả sẽ nói là nhiều, chứ không phải là một vài tiên tri giả đâu anh chị em. Hãy cẩn thận là nhiều. Anh em biết là vào cái thời điểm kết thúc lịch sử của vương triều Juda phía nam đó, thì chỉ có mỗi mình Jeremy là tiên tri thật thôi. Trong khi đó là tiên tri giả là đông hơn quân nguyên, có là đếm không xuể luôn. Mà một khi mà tiên tri thật ấy, thì đó là cái chỉ dấu cho thấy là cái dân tộc nó đang ở trên cái bờ vực của thảm họa rồi đó. Và đó là cái dấu chỉ của cái sự cận kề, sự phán xét cuối cùng đó anh chị em. Vì cớ vậy cho nên những cái lời mà tiên báo bình an êm tai từ những cái vị tiên tri giả mà đông như quân nguyên này ấy, nó đã khiến cho đại đa số người dân thời bây giờ là họ phớt lờ, họ không có lưu tâm đến cái lời cảnh báo chân thật của Jeremy rằng là cái tai họa nó đang đến gần. Ngày hôm nay cũng vậy, những cái ông mục sư nào mà giảng về cái sự ăn năn này nọ đó là người ta không có thích. Những người hầu việc Chúa nào mà giảng một cách thẳng thắn, quở trách một cách thẳng thắn về tội lỗi này nọ, người ta không có thích. Người ta chỉ thích giảng về yêu thương, về đức tin, về ân điển, về những cái, tức là cái thứ mà họ thích. Nhưng mà tôi nói thật với anh em, cái thời kỳ mà sát cận kề tận thế đó, thì chỉ có một cái loại sứ điệp được rao giảng thôi, thường xuyên đó là sứ điệp hãy ăn năn. Cho nên trong cái tình trạng giả nhiều hơn thật á anh xem, giả mà áp đảo thật thì không có gì ngạc nhiên là khi có nhiều người, Chúa nói gì, có nhiều người sẽ bị dỗ dành, có nhiều người sẽ bị lừa gạt, có nhiều người sẽ bị dẫn đi lạc. Trong số đó không phải là chỉ trong cái số mà nhiều người đó, không phải chỉ có là tân tín hữu hay là cựu tín đồ thôi đâu nghe anh xem. Mà trong số những người bị dẫn dụ, bị lừa gạt, bị dẫn đi lạc đó, là có cả những người hầu vì Chúa tin kính và cả những cơ đốc nhân nhiệt thành sốt sắng với Chúa luôn. Và chính những người đó là những người mà sẽ chống đối quyết liệt mà ai mà nói phạm đến những cái gọi là thần tượng của họ đó. Anh chị em sẽ thấy rồi đó. Nếu làm ai mà nói phạm đến cái người mà họ tôn sùng đó, là cả một quân đoàn nó vào nó sẽ bất chấp. Xin cho tôi và anh em nhận ra được điều này. Thời cuối cùng thì một trong những cái đặc trưng đó là giả nhiều hơn thật. Nhớ là tiên tri giả là không phải ở ngoài vô hầu, mà hội thánh ra không phải mấy anh tín đồ yếu đuối mà đứng lên để làm tiên tri giả đâu. Cho nên xin Chúa cho mỗi một anh chị em cần phải có cái sự gần gũi với Chúa Thánh Linh để nhận biết được. Có thể anh em nghe một cái sứ điệp anh em không nhận ra được hết là nó giả hay không giả,
Nhưng mà nếu mà anh em thật sự mà gần gũi với Đức Thánh Linh, anh em sẽ cảm thấy có một cái gì đó nó ngần ngợ từ nơi cái sự giảng dạy của cái người đó. Tất nhiên là người đó họ không có xưng họ là tiên tri đâu, chắc chắn là như vậy. Họ chỉ là một mục sư hay là một diễn giả vậy. Không có ai xưng họ là tiên tri, chỉ trừ mấy cái ông nục khác. Tôi không biết, chứ còn thường họ không có xưng họ là tiên tri đâu. Họ không có xưng chức danh đâu. Nhưng mà khi anh em, nếu mà anh em, bởi vì nếu anh em có Đức Thánh Linh và cái mối quan hệ của anh em với Đức Thánh Linh gần gũi đó, anh em sẽ cảm thấy, ủa sao nghe cái bài giảng này cảm thấy là rất là hùng hồn, cảm thấy là rất là gọi là đầy cái sự hùng biện ấy, nhưng mà mình cảm thấy có cái gì đó mình hơi ngần ngợ. Thì đó là chính Thánh Linh muốn nói với anh chị. Tôi đã thường dùng cái hình ảnh mà ngân hàng họ tập cho nhân viên phân biệt tiền thật với tiền giả đó, không phải là chỉ cho nhân viên là tiền giả như thế nào đâu, mà họ cho nhân viên thường xuyên tiếp xúc với tiền thật. Cho nên khi mà nó đếm trên tay nó nè, tự nhiên cái đồng tiền giả đó, cái tay này nó cảm thấy nó ngợ ngợ liền. Xin Chúa cho anh chị em hiểu. Nên nhớ là tôi và anh em đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng. Cho nên đến cái lúc đó là không ai biết được hết đó. Hãy giữ lòng của mình. Thứ năm là cái tình yêu dành cho Chúa dần nguội lạnh. Cái tình yêu ở đây là cái tình là agape đó anh chị em. Câu số 12: và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. Nhiều người ở đây là cũng là Cơ Đốc nhân nha. Còn cái lòng yêu mến tức là agape đó. Cái nguyên văn thì nó như này. Đó là cái tình trạng vô luật pháp nó gia tăng, cho nên cái lòng yêu Chúa vô điều kiện của nhiều người dần giảm sút. Khi mà chứng kiến cái tình trạng vô luật pháp nó lộng hành á, thì cái lẽ đương nhiên là cái lòng tôi và anh chị em nó sẽ trở nên chai cứng lại. Tức là mình trở nên là dửng dưng, mình trở nên vô cảm với xung quanh. Vô cảm vì mình cảm thấy mình bất lực. Rồi dần dần tôi và anh em sẽ có cái xu hướng là mình lui về, mình cố thủ, mình chỉ lo lấy cái thân mình mà thôi. Đừng có tưởng là chỉ ở những cái xứ mang rợ mới vô luật pháp. Ở những cái quốc gia văn minh chẳng hạn như Mỹ đó, chẳng hạn đó, bây giờ đó người ta cũng nổi loạn tùm lum rồi, cũng đi dẫn nhau cái đám da đen, rồi tập trung rồi cũng đốt rồi phá rồi di tích lịch sử gì nó sơn, nó phết, nó lật, nó đổ. Cái thời cuối cùng nó vậy á. Cái thời cuối cùng nó vậy đó. Mà khi mà mình thấy là mình bất lực, tức là mình thấy nó nhan nhản, sao nó tùm đủ thứ chuyện, cái tự nhiên mình thấy gì? Mình chán. Tôi nói với anh em điều này, đó là cái mức độ rộng ở trong xã hội nha. Chúa Giêsu nói gì? Việc tội ác gia tăng cho nên lòng yêu mến nhiều người sẽ nguội dần. Nhưng mà tôi chỉ chỉ anh em điều này, anh em sẽ nhận ra được. Nhiều con dân Chúa, nhiều đầy tớ của Chúa ngày hôm nay trở nên chán nản, trở nên hâm hẩm, và thậm chí là rời bỏ chức vụ và chối bỏ đức tin luôn cũng có thể. Là bởi vì họ tận mắt chứng kiến những cái nhiễu nhương ở trong hội thánh. Có nhiều người họ chán, họ không có còn muốn đi nhà thờ, họ không muốn hầu vì Chúa vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy, họ chứng kiến mà cái sự giả dối, giả hình nó tràn lan ở trong hội thánh. Trong hội thánh mà cũng có bê đê, trong hội thánh mà cũng tà dâm, trong hội thánh mà cũng ngoại tình, ly dị. Không chỉ trong cái vòng con dân Chúa thôi đâu, mà ngay trong hàng mục sư truyền đạo cũng vậy luôn. Trong vòng những người mang danh hầu việc Chúa mà cũng học thật bằng giả, học giả mà bằng thật. Rồi sao? Rồi cũng vận động, rồi cũng hạ bệ nhau, rồi cũng cha truyền con nói các kiểu trước những cái kỳ hội đông. Anh em tưởng tượng rồi. Không biết tôi ngồi tôi suy nghĩ khi soạn này, tôi suy nghĩ không biết tới cái giờ mà trước cái thời điểm mà Chúa tái lâm thì cái tình trạng bất hợp pháp hay vô luật pháp nó gia tăng cỡ nào. Nhưng mà ngay trong cái thời nay này, cái thời mà tôi và anh em đang sống này, thì cái lòng yêu mến Chúa của nhiều người, của nhiều con dân Chúa, của nhiều đầy tớ Chúa cũng đã nguội lạnh rồi. Vì sao? Vì có họ phải chứng kiến những cái sự gian ác, những cái sai phạm, những cái tội lỗi nó xảy ra nhan nhản ở trong hội thánh. Mà dường như họ thấy thì Chúa không làm gì hay sao á. Dường như họ thấy những cái người sai phạm đó mà vẫn còn cứ đương chức, vẫn còn cứ làm gì, đứng lên giảng dạy, thuyết giảng tùm lum. Cho nên tôi nói với anh em là hãy khá cẩn thận cái tấm lòng của mình. Nếu anh chị em đang ở trong tình trạng nản lòng thối chí, hoặc là một đầy tớ Chúa nào đó đang xem qua online, đang ấm áp cái tư tưởng bỏ cuộc thối lui vì phải chứng kiến những cái giả trá, những cái sai trật nơi những người trong hầu vị Chúa, trong hội thánh của quý vị, thì tôi muốn mượn lời của Chúa Giêsu nói với Phêrô trong Phúc Âm Giăng đoạn 21 để nói với quý vị rằng là chuyện đó càng gì đến ngươi, phận ngươi hãy cứ theo Chúa.
Anh em ơi, không phải ai nguội lạnh cái lửa tình với Chúa là cũng đều trở nên hâm hẩm đâu. Không phải ai nguội lạnh cái lửa tình với Chúa cũng rời bỏ chức vụ hay là chối bỏ đức tin đâu nha. Anh em biết cái trường hợp những cái người trang bày và cái hội thánh Ê-phê-sô trong sách Khải Huyền chương 2 đó, họ không còn giữ cái agape buổi ban đầu với Chúa, nhưng mà họ vẫn kiên trì làm công việc Chúa nha. Cái trường hợp lúc nãy tôi nói là có những người họ họ thấy cái tội lỗi rồi gian trá nó gia tăng trong hội thánh, họ chán họ bỏ. Nhưng mà những cái ông hầu Chúa với cái ông là những cái người Khải Huyền chương 2 đó là họ họ không có bỏ, mặc dù là cái tình yêu ban đầu của họ đối với Chúa không còn, tức là cái agape đó đầu tiên không còn, nhưng họ không có, họ vẫn kiên trì làm công việc Chúa, họ vẫn chịu khó chịu khổ vì danh Chúa, họ không thỏa hiệp với kẻ xấu, không chấp nhận những giáo sư giả, những sứ đồ giả. Kinh không? Bề ngoài là họ rất là ok đúng không? Nhưng mà thật ra là cái tình yêu đối với Chúa là nó nguội lạnh rồi. Anh chị em có thấy cái hình ảnh mình ở trong thực trạng thuộc linh của người Ê-phê-sô mà Chúa mô tả đây không? Cho nên tôi muốn anh chị em hết sức ghi nhớ điều này nè. Cái thật quan trọng để cái nhìn thấy là cái tình trạng vô pháp á, nó sẽ dẫn đến vô tình. Tôi muốn chơi chữ ở đây một chút xíu. Tức là vô luật pháp á, nó sẽ dẫn đến cái chỗ là không còn tình yêu thật đối với Chúa nữa. Không còn luật pháp á, thì nó sẽ dẫn đến hết tình, hay nói như cái bản văn kinh thánh mà chúng ta đang học ở đây là lòng yêu mến Chúa sẽ nguội lạnh. Tình yêu mà theo cái quan niệm của đời đó, nó có nghĩa là tự do, là không có bị cấm đoán, là làm bất cứ điều gì mà mình thích, làm bất cứ điều gì mà mình thấy sướng thôi. Nhưng đó không phải là cái tình yêu theo chuẩn của Chúa. Chủ nhật này tôi sẽ chia sẻ cái phần kinh thánh là yêu như Chúa yêu mình. Nhưng mà không phải yêu như Chúa yêu mình nó đơn sơ, như một cái thức hương có mùi thơm. Nhiều khi mình yêu người ta, nhưng mà đối với Chúa nó không có thơm. Đối với Chúa nó khét nghẹt à. Tôi chưa có soạn bài giảng đó, nhưng mà tôi có cái ý tưởng. Cái tình yêu mà của đời ấy, là cái tình yêu ích kỷ. Còn cái tình yêu của Chúa là nó đòi hỏi gì? Kỷ luật và tiết độ. Tình yêu thật là nó không có ích kỷ, nó không có chiếm đoạt, nó không có tư lợi. Và chỉ có kỷ luật cái anh chị em nó mới sản sinh ra trong cơ đốc nhân cái loại tình yêu thật của Đức Chúa Trời mà thôi. Như vậy thì cái dấu hiệu thứ năm đó là vì cái tội ác hay là tội lỗi nó gia tăng trong cái thời kỳ mà trước khi Chúa trở lại, cho nên cái lòng yêu mến Chúa của nhiều con dân Chúa, đầy tớ Chúa nó nguội lạnh. Cuối cùng câu cái điều mà Chúa muốn thách thức những cái người mà bền đổ ở đây, điểm thứ sáu là bền chí đến cuối cùng, câu số 13: những ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. Những ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu. Đâu là lời hứa dành cho những người mình, những cái người mà giữ mình trung tín cho đến phút cuối cùng anh xem, à, sẽ được cứu. Có thể ai đó trong anh xem thắc mắc, nhưng mà chúng ta đã được cứu khi tiếp nhận Đức Giêsu làm cứu Chúa rồi kìa mà. Đúng rồi. Nhưng mà anh em biết không, nhưng mà nếu muốn giữ vững cái sự cứu rỗi đó đó, hay là để đứng vững được ở trong cái sự cứu rỗi đó, thì tôi và anh em cần phải bền chí. Cách duy nhất để bền chí là gì? Là bền chí thôi. Cách duy nhất mà để kiên nhẫn là kiên nhẫn thôi. Hay nói kiên nhẫn hay bền chí là cái sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời cho những gì mà đang chờ chúng ta ở phía trước. Do đó khi đối diện với những cái sự thử thách á, mà cái thử thách ở đây là cái trường hợp là gì? Là xung quanh người ta bỏ Chúa hay ráo á. Thử thách ở đây là cái lòng yêu mến Chúa nó không còn á, mà mình vẫn vẫn giữ á, thì khi đó đó đừng có phàn nàn hay ai vậy. Đừng có nói Chúa ơi giờ xung quanh con bỏ rồi à, Chúa ơi bây giờ sao tội lỗi nó gia tăng. Nên nhớ là Chúa đưa mình vào trong cái cảnh ngộ đó, đó. Chúa đưa đó chứ không phải tự nhiên mình vào đó, đó. Không có ai làm gì được mình đó. Chúa đưa mình vào đó đó. Có thể anh em không hiểu là tại sao nó xảy ra chuyện này với mình, nhưng mà có một điều anh em cần phải hiểu và phải nhớ luôn: Chúa đang tể trị trên cái hoàn cảnh đó của anh chị em. Mà Chúa là tốt lành, cho nên những gì mà Chúa đưa anh em vào là chỉ có từ tốt tới tốt thôi. Tôi hay nhắc đi nhắc lại với anh chị em,
Chúa không có đòi hỏi chúng ta phải hiểu hết mọi chuyện. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta tin mọi chuyện. Vậy thôi. Cho nên đừng có tìm cách mà hiểu hết mọi vấn đề. Không hiểu được đâu. Không có hiểu được. Sẽ có nhiều chuyện ở trong cuộc đời này chúng ta không hiểu được. Mà Chúa không có đòi hỏi tôi và anh em phải hiểu. Chúa chỉ đòi hỏi tôi và anh em gì? Tin. Vậy thôi. Xong. Ở trong Gia Cơ đoạn 1, câu 2 đến câu 4 á, Kinh Thánh chép rằng là: thưa anh em của tôi, hãy xem thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo không thiếu sót điều gì. Để có thể trở nên hoàn hảo và trọn vẹn thì chúng ta phải cho phép cái sự kiên nhẫn nó hoàn thành công việc của nó. Đó là cái bí quyết sống còn đó anh chị em. Bí quyết sống còn. Bởi vì tôi và anh em phải được tôi luyện. Cái người mà không được tôi luyện sẽ không được sử dụng. Gạch đó. Chứ đừng nói tới thép. Gạch đó. Mà muốn dùng được thì không ai dùng cái gạch phơi. Tức là gạch thô nó mới đóng mà nó chưa nung nữa đó. Rồi trong bài 1 mà tôi và anh em cũng đã học biết rồi. Chỉ những ai đang trông đợi Chúa thì mới được đảm bảo là sẽ được Chúa cứu khỏi cơn thịnh nộ sắp xảy ra trên đất. Tức là cái cơn thịnh nộ, tức là cái cơn đại nạn mà thôi. Đúng. Chúa sẽ cứu chúng ta bằng cách nào là một cái chuyện khác. Nhưng tôi tin rằng là cái sự bảo đảm này là chỉ được ban cho những ai chờ đợi Chúa một cách rõ ràng mà thôi. Hebrew đoạn 9 câu 27-28. Như theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trong đợi Ngài. Khi Chúa Giêsu trở lại, Chúa sẽ đến với sự cứu rỗi dành riêng cho những ai chờ đợi Chúa. Còn những ai không trông đợi Chúa thì sao? Sẽ đối mặt với sự phán xét chứ sao? Nên như tôi nói hôm bài đầu tiên, bài thứ hai, bài đầu tiên là không có chuyện là cái chuyện người thức kẻ ngủ, người tỉnh kẻ mê gì cũng sẽ có kết quả giống nhau đâu. Các sách phúc âm nói rất là rõ, chỉ có anh nào tỉnh á, tức là anh nào thức á mới được đi với Chúa. Cho nên chờ đợi Chúa hay là trông đợi Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng nó không có dễ như tôi và anh em tưởng đâu. Chờ đợi Chúa mà xung quanh mình bao nhiêu người lui đi trong đức tin, bao nhiêu người lạnh nhạt, lửa lòng đối với Chúa, nó không dễ đâu anh chị em. Chờ đợi mà khi xung quanh tội ác nó gia tăng, khi xung quanh cái sự giả dối nó thắng thế đó, đó không phải là một cái sự chờ đợi thụ động đâu. Thường thường khi nói tới chuyện chờ đợi mình hay nghĩ tới cái thái độ thụ động đúng không? Không, chờ đợi mà Chúa tái lâm không có thụ động, mà phải là chủ động. Và thực ra mà chờ đợi đó, đó là một cái sự trả giá đích thực ấy, cho niềm tin của tôi và anh em nơi Chúa. Người ta bỏ Chúa, người ta thỏa hiệp, người ta phản bội, người ta chối Chúa các thứ, mà mình vẫn sắt son với Chúa, mình vẫn cứ kiên trung chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Trả giá lớn lắm á. Trả giá lớn lắm. Cho nên đây là thách thức. Cho nên cái bài học này mình nếu đối với những anh em nào mới tin Chúa, cái rẹt là rất là sợ, không dám học này. Ngài không biết mình có đi chọn con đường hay không nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối cùng là cái dấu hiệu sau cùng hay là cái câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của các môn đồ. Chúng ta biết là trong cái bài nói chuyện hay là trong lời tuyên bố của Chúa Giêsu, chúng ta đã nhìn thấy nhiều dấu hiệu, tức là số nhiều đó, nhiều cái dấu hiệu khác nhau của kỳ tận thế. Nhưng Chúa Giêsu vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của các môn đồ là trong câu số 3 là: có dấu hiệu gì sẽ báo trước ngày Thầy đến và kỳ tận thế chăng? Bởi vì các môn đồ tưởng hỏi một câu, thực ra họ hỏi hai câu, thì cái câu thứ hai là cái câu là: có dấu hiệu gì báo trước ngày Thầy quang lâm và kỳ tận thế không? Và câu trả lời thì được thể hiện trong cái câu số 14 đó, anh xem: tin mừng này về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Khi nào thì sự cuối cùng sẽ đến? Chúa nói là khi tin mừng này về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc. Đó, khi đó đó, sự cuối cùng sẽ đến. Khi đó là kỳ chung kết đời. Đây là một cái tuyên bố rất là quan trọng anh chị em. Điều này nó có nghĩa gì? Cái thế chủ động thật sự trong cái dòng lịch sử của nhân loại đó không nằm trong tay của những nhà chính trị. Nó không nằm trong tay của những tướng lãnh quân đội. Nó cũng không nằm trong tay của những nhà khoa học. Mà nó nằm trong tay của Hội Thánh.
Tôi nói lại anh chị em để ý, cái thế chủ động ấy, trong cái dòng lịch sử của nhân loại là hiện đang nằm trong tay của Hội Thánh. Tức là tôi và anh chị em là người quyết định cái dòng lịch sử của nhân loại, chứ không phải những nhà chính trị hay là những lãnh đạo quân sự đâu. Hội Thánh là cái nhóm người duy nhất có thể mang đến cái dấu hiệu chung kết đời, đó là giảng phúc âm về vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 9 đến câu 10, đây là cái sự bày tỏ mà Chúa cho sứ đồ Giăng ông nhìn thấy. Câu số 9 nói rằng: sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước Ngài và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ kêu lớn tiếng rằng: sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng ngồi trên Ngài, và thuộc về Chiên Con. Cái phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết là trước khi tận thế đó, tức là trước khi cái thời đại này kết thúc á, thì mỗi một dân tộc, mỗi một cái sắc tộc, mỗi một cái nhóm dân, mỗi một ngôn ngữ đều có ít nhất là một đại diện trong thân thể của Chúa. Vì cái Chúa Giêsu đã tình nguyện hy sinh cho toàn nhân loại, thì Đức Chúa Cha không để cho cái thời đại này kết thúc cho đến khi mỗi một dân tộc, mỗi một sắc tộc, mỗi một cái nhóm dân, mỗi một ngôn ngữ đó đều có ít nhất một đại diện nhận được cái sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Và cái trách nhiệm mà giảng tin lành cho mọi dân tộc á là thuộc về mỗi một chúng ta, anh chị em. Nhiều khi tôi và anh em nhìn thấy những cái khổ đau ở trong cuộc đời này quá. Nhiều khi chúng ta nhìn thấy loạn lạc, nhìn thấy dịch lệ, nhìn thấy tranh chiến các kiểu. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, mình cầu nguyện gì? Chúng ta sẽ cầu nguyện gì? Xin Chúa cứu người ta ra khỏi chuyện đó, đúng không? Nhưng cái câu trả lời nằm ở đâu? Cái điều đó là cái cơn quặn thắt trước khi sinh nở. Nó chỉ có thể rút ngắn khi nào? Khi cái dấu hiệu cuối cùng xuất hiện. Cái dấu hiệu cuối cùng là gì? Là tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Anh em có nhận thấy cái mình có phần ở trong cái chuyện đó không? Đây là một cái trách nhiệm thuộc về chúng ta. Và đây là một cái trách nhiệm vô cùng lớn lao, anh chị em. Khi tôi và anh chị em cho rằng là tất cả những cái đau khổ, bệnh tật, thù hận, chiến tranh và nghèo đó là những cái dấu hiệu của thời hiện tại á, và những cái dấu hiệu nó ngày một gia tăng cái cấp độ và tần suất á, thì tôi và anh em phải đối diện với một cái thực tế rằng, trừ khi chúng ta làm cái phần việc của mình cách nhanh nhất có thể, bằng không là tôi và anh em phải chịu trách nhiệm liên đới trong cái việc là kéo dài cái tình trạng đó đó. Anh em có nhận được cái điều mà tôi muốn nói? Nói một cách hình ảnh là gì? Để quét sạch cái bóng tối đó thì cái việc cần làm là nhanh chóng đốt lên một cái đèn, chứ không phải ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối để góp phần mà kéo dài hay là chấm dứt hoàn toàn những cái khổ đau, những cái bất công, những cái thù hận giả dối trên đất á. Thì cách duy nhất là gì anh em? Tôi và anh em cần phải thực hiện cái việc rao báo phúc âm về nước Đức Chúa Trời để cho người ta được cứu, người ta được tái sanh, người ta được trở nên một tạo vật mới. Anh em hãy nhìn vào những cái trung tâm cai nghiện mà Chúa đang sử dụng những người nghiện bây giờ đang hầu việc Chúa đó. Bao nhiêu ông nghiện được đem vào đấy là bao nhiêu cái lần trộm cướp đã bị giảm xuống. Anh em có nhìn thấy cái khía cạnh đó không? Bởi vì những cái ông đó mà ông còn ở trong xã hội này à, là trộm, là cướp, là giết, là đủ thứ tội á. Cho nên khi mấy ông đó mà ông tin Chúa, ông được cứu đó, thì trước hết là sẽ gì? Cái tình trạng tội phạm ở trên đất nước Việt Nam này xuống. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả con dân Chúa ai nấy cũng sốt sắng gắn cái cuộc đời của mình những ngày tháng trên đất cho cái mục đích này nè, thì đất nước này nói riêng và nhiều quốc gia khác sẽ được thay đổi. Chỉ có Chúa Giêsu, chỉ có phúc âm mới để biến đổi cộng đồng, chứ không có cái cách gì khác biến đổi cộng đồng. Nhiều người nghĩ là do kinh tế nghèo quá người ta nô,
ở tại những cái quốc gia giàu nó vẫn cái tội phạm. Bởi vì cái gốc rễ của vấn đề là ở cái lòng của con người. Tôi và anh chị em cần phải thường xuyên và tự vấn chính mình là mình đang sống cho điều gì. Mình đang sống cho những gì thuộc về cái cuộc sống ở trần thế này. Tức là công việc lương cao, nhà to, xe đẹp. Hay là mình đang thật sự sống cho cái mục đích là rao truyền phúc âm của nước Đức Chúa Trời để làm chứng cho muôn dân. Anh em biết không, khi ứng hầu trước tòa đấng Christ, đó là cái chuyện mà tất yếu là ai cũng phải ứng hầu. Mỗi một chúng ta sẽ phải trả lời một cái câu hỏi mà Chúa sẽ hỏi riêng chúng ta. Con đã làm gì? Hay là con đã giữ phần gì trong cái việc rao truyền phúc âm của nước Đức Chúa Trời cho muôn dân? Khi đó tôi và anh em sẽ trả lời thế nào? Sẽ đến ngày mà tôi và anh em sẽ phải ứng hầu trước mặt Chúa. Không lẽ lúc đó là mình sẽ nói là con xin lỗi, thật sự là con không có xem trọng cái câu kinh thánh này mấy. Con chỉ sống cái cuộc đời của con như là thể là cái thời đại này nó sao không bao giờ chấm dứt. Nếu thật sự là như vậy đó anh chị em thì đúng là buồn lắm rồi nha. Mà nếu tôi và anh em mà sống trong cái tình trạng như vậy đó, thì tôi không chắc là chúng ta có cửa để được ứng hầu trước tòa đấng Christ. Bởi vì tòa đấng Christ là chỉ dành cho những cơ đốc nhân thôi. Tôi không muốn dừng lại ở đây đâu. Và tôi nghĩ là sẽ không có công bằng, sẽ không có unfair đó, nếu tôi không có chỉ ra đúng mức của cái lời tiên tri anh chị em. Điều tôi muốn nói ở đây với anh chị em là gì? Mỗi một chúng ta đều có thể dự phần trong cái sứ mạng rao truyền phúc âm cho muôn dân. Mỗi một chúng ta có thể làm được một số việc nào đó. Và mỗi một người trong chúng ta, tức là tôi và anh em, có thể dự phần trong cái việc hoàn thành mục tiêu này. Chúa Giêsu nói ở trong Matthew đoạn 9 câu 38, câu 39, cái câu kinh thánh mà nhiều người biết, đó là mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Anh chị em có thể là con gặt, tức là anh em có thể trực tiếp đi ra rao giảng phúc âm cho người khác, cho bạn bè, cho láng giềng, cho đồng nghiệp và cho những người mà mình gặp mỗi ngày. Anh chị em cũng có thể cầu nguyện chứ, đúng không? Anh em có thể dự phần trong cái việc rao giảng phúc âm qua cái việc cầu nguyện là hãy xin Chúa sai con gặt vào trong mùa gặt của Chúa. Rồi anh chị em cũng có thể dâng hiến. Tôi nói với anh em điều này. Chúa Giêsu bảo rằng là dấu hiệu của cái kỳ tận thế là tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Khi Chúa Giêsu bảo rằng là tin lành về nước Đức Chúa Trời được rao giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân ấy, thì chắc chắn là nó sẽ được rao giảng khắp thế giới. Anh em biết sao? Không có gì phải lăn tăn hết á. Không có thế lực nào ngăn cản được điều đó. Bởi vì chính Chúa nói như vậy. Dù ngày hôm nay mình nói nhưng mà người ta không có tin Chúa, hay là cái lòng người ta bây giờ người ta xu hướng về cái chuyện vật chất. No. Nếu phải chọn cái gì đó để tin thì hãy chọn những gì mà Chúa nói để tin. Có thể ngày hôm nay bà con mình, bạn hữu của mình, người ta không có chú tâm vào phúc âm. Nhưng vấn đề anh chị em biết không? Đâu có ai giảng đâu. Lời Chúa nói là làm sao họ tin nếu không có ai giảng? Mà làm sao có người giảng nếu không ai chịu đi ra? Chúa Giêsu nói điều này anh chị em, mùa gặt thì thật trúng. Giống như Chủ nhật vừa rồi tôi có giảng ở hội thánh kia. Mùa gặt không có gặp vấn đề. Không có rắc rối gì phía mùa gặt, chỉ có rắc rối từ phía con gặt thôi. Một khi Chúa đã bảo như vậy là trước giờ Chúa tái lâm thì tin lành sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, thì chắc chắn điều đó nó sẽ xảy ra. Cái vấn đề còn lại là anh chị em làm gì để thực hiện cái chuyện đó thôi. Anh chị em sẽ làm cái chuyện gì để thực hiện điều đó? Anh chị em sẽ làm gì để hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa đã ủy thác cho hội thánh của Ngài, tức là cho mỗi một anh chị em? Anh chị em sẽ làm gì để dự phần vào trong cái công tác cứu người? Hay nói cách khác là anh chị em sẽ làm gì để dự phần một cách tích cực và thiết thực trong cái việc đem cái dấu hiệu cuối cùng đến trước khi kết thúc các thời đại? Xin Chúa dứt dấy lòng của mỗi một chúng ta. Tôi và anh em phải trả lời trước mặt Chúa về cái câu hỏi là con đã làm gì hay dự phần gì trong cái việc rao truyền phúc âm của nước Đức Chúa Trời cho muôn dân. Chúng ta cùng đứng lên trong thời giờ này. Và mỗi một người trong chúng ta sẽ thưa chuyện với Chúa. Có thể trong những ngày vừa qua,
chúng ta vẫn còn nặng gánh cơm áo gạo tiền, mà thật ra là chúng ta đang lạc mục tiêu. Chúng ta vẫn chỉ tập trung vào trong cái cuộc sống này, chúng ta chỉ sống cái cuộc đời của mình như thể rằng là cái cuộc đời này nó không bao giờ chấm dứt. Dường như tâm linh của tôi và anh em chưa có thực sự thức tỉnh rằng Chúa Giêsu sắp trở lại. Dường như tâm linh của tôi và anh em chưa có sẵn sàng để ứng hầu trước tòa đấng Christ, chưa có sẵn sàng để trả lời cho Chúa câu hỏi rằng con đã làm gì để đem phúc âm hay là để rao giảng phúc âm, vì nước Đức Chúa Trời khắp đất làm chứng cho muôn dân. Không ai biết được những gì đang ở trong chúng ta. Anh em ơi, nếu tôi và anh em sống cuộc đời của riêng mình cho những cái nhu cầu trần thế này, thì tôi đảm bảo với anh chị em rằng anh chị em sẽ luôn thấy mệt mỏi, anh chị em luôn thấy đủ lý do để có thể càm ràm, để có thể muộn phiền. Nhưng nếu tôi và anh em sống cuộc đời này, cuộc đời của mình cho mục đích của Đức Chúa Trời, thì lúc nào anh em cũng nhìn thấy cơ hội, lúc nào anh em cũng nhìn thấy có những cái cơ hội để ban cho, cơ hội để cháy cho Đức Chúa Trời, cơ hội để trở nên nguồn phước cho muôn dân trên đất. Anh em không có nhìn thấy sự ngăn trở, mà anh em chỉ nhìn thấy cơ hội. Có những người hầu việc Chúa ngày hôm nay suốt cả tuần không biết làm gì. Nhiều khi trong cái dịch Covid á, nhiều người bó chân bó tay không biết làm gì. Nhưng mà nếu người đó sống cuộc đời của họ cho mục đích của Đức Chúa Trời, thì người đó không bao giờ nói rằng tôi thật sự đang rảnh rỗi cả. Người đó luôn có việc để làm, luôn có những cái cánh cửa mở ra để chia sẻ phúc âm, để giới thiệu về Chúa, để đem quyền năng biến đổi của phúc âm của Chúa Giêsu đến với từng con người và kéo giảm cái tình trạng xã hội, tình trạng tội phạm ở trong xã hội, kéo giảm cái tình trạng vô luân, vô đạo đức ở trong xã hội. Anh chị em ơi, giờ Chúa trở lại, mình có phần quyết định ở trong đó. Hãy thưa với Chúa rất thật buổi tối hôm nay, xin làm sống lại trong con sự kêu gọi của Ngài. Xin làm sống lại trong con sự kêu gọi của Ngài, sự kêu gọi làm nhân chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Hallelujah. Hallelujah. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa tối hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở và sự thách thức của Ngài. Con cầu xin Chúa đem chúng con trở lại với tình yêu ban đầu của Chúa. Xin Chúa đem chúng con trở lại với cái sự nhận thức sâu xa về sứ mạng mà Chúa ủy thác cho chúng con. Ngài cứu chúng con là để chúng con đi ra loan báo về sự cứu rỗi của Ngài cho nhiều người khác. Ngài chọn chúng con là để làm đại sứ cho Đấng Christ. Ngài chọn chúng con là để làm nguồn phước cho xứ sở này. Xin cho chúng con sống cho mục đích đó. Xin cho chúng con sống cho mục đích đó. Để cuộc đời của chúng con thật sự có ý nghĩa. Để những ngày tháng còn lại ở trên đất này trước khi Chúa tái lâm, đối với chúng con là những ngày tháng thực sự có ý nghĩa. Chúng con không phí hoài. Chúng con không lao nhọc. Chúng con không muộn phiền. Chúng con không than thở. Vì cớ chúng con đầu tư một cách sai trật cho những gì tạm bợ ở trần thế này. Xin kéo hết thảy anh em con, dù anh em con đang làm bất cứ một công việc gì, ở bất cứ một vị trí nào trong xã hội này, xin cho chúng con nhắm vào cái mục đích thiên thượng để sống. Chúa ơi, giống như Saul khi đi bắt hại hội thánh của Ngài trên đường đi Damascus, Chúa thay đổi cái mục đích hướng đi của ông, thay đổi mục đích chuyến đi của ông từ chỗ bắt Chúa trở thành người đi bắt người khác về cho Chúa. Xin hành động để rồi công việc của anh em con mà Chúa ban cho trở thành là cái phương tiện tốt lành, là cái cơ hội tốt lành để cứu những con người đang hư mất mà anh em con có cơ hội gặp gỡ mỗi ngày, thưa Chúa.
Xin cho mỗi một chúng con, chính mình con và hết thảy anh em con dự phần một cách tích cực trong cái việc rao báo phúc âm nước Đức Chúa Trời cho muôn dân. Ngõ hầu chúng con càng nhanh thấy sự trở lại của Chúa. Ngõ hầu chúng con càng mau chóng không còn nhìn thấy những cái cảnh bất công, đau đớn, tật bệnh đang tràn lan khắp mọi nơi trên đất này. Chúng con biết ơn Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước cho hết thảy anh em con, dứt dấy lòng tỉnh thức ở trong mỗi một chúng con, để khi ngày Chúa trở lại, không một ai trong chúng con bị bỏ. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.